Xin giới thiệu cho quý vị. Từ phía bên kia, diễn viên Lộc nha. Diễn viên Lộc Nguyễn. Diễn viên Sầu Anh Thương. Diễn viên Kiều Linh. Nghệ sĩ nhân dân Việt Anh. Diễn viên Quốc Khánh. Lý Hậu Mai Quỳnh. Anh Phạm Khả Như. Nguyễn Ân. Phương Trần và Phương Anh Đào. Cảm ơn quý vị. Cảm ơn quý vị. Và nghệ sĩ nhân dân Ngọc Châu. Cảm ơn quý vị đã theo dõi Mai và chúc mọi người một đêm ngon nhất. I love you. Nhớ đừng spoil phim nhé. Dạ, bộ phim đến đây là hết rồi. Xin cảm ơn mọi người. Nhà bây giờ chúng ta sẽ ra ngoài rock chụp hình với mọi người nhé. Mời các anh em vô. Đèn bầu, sao có cuối gì đèn bầu? Y chang luôn. Sao vậy? Hai đứa sao vậy trời? Cái gì ác quá vậy chị? Quỷ á. Như con quỷ á thiệt á. Trời ơi, hồi nãy lúc mà Đào Đào đánh tôi xong tôi tự vỗ tay. Khoan, mà anh có nói dối em không? Trời ơi, sao em bị đánh mà em vỗ tay? Nói là em là ác nhất trong vũ trụ phản diện rồi. Không ai ác hơn em. Tự nhiên mình diễn viên trong phim mà tự nhiên mình thấy quá nó cũng kỳ ha. Chọc dễ thương. Giờ nói với tôi là cốt đèn ông mà nhiều khi mà dư nó chia tay Mai không phải là gì đó, chị đâu tại biết là Mai là đàn ông. Đàn ông lúc này nè. Em ra ngoài chị hình rồi. Dạ, vui chúc mừng hạnh phúc đây ngày vui. Đúng rồi, thông thức quá. Dạ, bé chụp giùm anh. Dạ, dạ. À, có cạnh bị đánh. À, đúng rồi. Nhưng mà thật ra thì cái cạnh đó thì cũng không có sốt cho lắm, tại vì rất là biết là ảnh rất là cái kỹ thuật mà trong cái diễn xuất thì anh có biết cắt và hai chị nghĩ là khi mà anh nhìn diễn cái cảnh đó thì hai chị nghĩ là thật ra thì bản thân hai chị nhìn là đó là một cái vai trò cho phải là quý chồng mình cái gì vậy mà bị đánh rồi hai chị cũng không có cảm nhận được. Mình xem phim này là mình tâm vào là ba cái này là như thế này, thì mình chỉ thấy sốt cho chồng mình trong quá trình phim và trong phim rất là cố gắng hết sức mỗi ngày, không biết gì, không biết gì.
lúc nào cũng là đi ra lo phim, nhà tới dựng phim, học tiếng, tất cả mọi thứ là anh đặt lo hết. Cho nên thấy đó là một cảm thấy chơi xót, nhưng mà nếu phim có những cái thành quả mà cảm thấy nãy giờ cũng người người khen, cảm thấy là như vậy là nó đủ bù đắp cho chồng mình rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.